Hello, xin chào các bạn. Chắc hẳn các bạn sẽ hỏi là tại sao hôm nay mình ngồi đây mà mình nói với các bạn về chủ đề gì đúng không? Thì vừa rồi mình có nhận được rất nhiều các câu hỏi về một số các bạn khác là tại sao anh lại đi du lịch nhiều như thế? Tại sao anh lại có nhiều tiền để đi du lịch như vậy? Cái câu chuyện này không phải là tự dưng đâu, nó có lý do hết đấy. Tại vì sau khi mà thời gian đi được thì mình sẽ tổng hợp được 10 điều mà mình sẽ có thể chia sẻ với các bạn trong cái ngày hôm nay. Việc đầu tiên thì là đi, mình cảm thấy mình học được rất nhiều. Từ cái câu chuyện mà bắt đầu mình lên kế hoạch và tìm hiểu thông tin, rồi bắt đầu phải lên plan, chuẩn bị vé, mình cảm thấy mình học được kiến thức từ đó rất nhiều. Từ cái việc kỹ năng tìm kiếm thông tin, lên kế hoạch, rồi đặt vé, thanh toán, tìm hiểu thủ tục bảo hiểm và một số các thông tin khác. Ngoài ra sau khi mà đi về thì mình phải viết bài cho các đơn vị du lịch cũng như là cộng tác với một số các trang tạp chí để có thêm thu nhập nữa, và chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình. Qua đó mình thêm một số các kỹ năng rất là tốt về viết, về thiết kế và về chụp hình cũng như là các máy móc đó. Lợi ích thứ hai mà mình thấy rất là rõ ràng trong một đó làm việc, mình giao tiếp của mình tốt hơn. Tới một vùng đất mới thì cái việc mà tìm hiểu lịch sử văn hóa của con người ở đó thì chắc hẳn sẽ là điều mà tất nhiên rồi. Thì mà để mà rõ ràng nhất, để mà dễ dàng tiếp cận nhất thì các bạn là bắt chuyện với người bản địa đó, có thể là chủ nhà, có thể là chủ homestay, có thể là quả cô tour guide, cô hướng dẫn viên, hoặc là ai đó mà người bản địa đấy, thì mình sẽ học được rất nhiều. Và để mà như vậy thì mỗi lần giao tiếp như vậy ấy, giao tiếp với người lạ như vậy thì mình lại thấy tự tin hơn, mình lại cởi mở hơn, mình sẵn sàng chia sẻ hơn rất nhiều. Và đặc biệt đó là cái cách mà mình có thể mở rộng ra tầm mắt cũng như là đón nhận nhiều cái sự mới mẻ đến với bản thân mình ấy. Đấy. Ok. Điều thứ ba đó là bạn cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Hiển nhiên rồi, đi làm thì bị sếp chửi như chó, về nhà cũng rất nhiều áp lực đến từ gia đình, từ công việc, từ cuộc sống này nọ. Thì cái việc đi du lịch sẽ giúp bạn là giải tỏa được cái căng thẳng của mình, cũng như là làm mới được cái tâm hồn của mình, hoặc là tận hưởng những cái khoảnh khắc mà bạn nghĩ rằng nó rất ý nghĩa với mình. Ok, thứ tư đó là giải tỏa căng thẳng. Đúng, điều này mình thú thật là trong khoảng thời gian gần đây, phải là từ tháng 5 cho đến tháng 10, mình đi du lịch quá nhiều. Thực sự mình cảm thấy mệt đấy, tại vì đi nhiều thế, đâm ra cái chuyến vừa mới đi xong ấy, mình chưa kịp trả bài, chưa kịp làm gì cả, chưa kịp nghỉ ngơi gì thì lại phải bắt đầu lên kế hoạch và chuẩn bị cho một chuyến sắp tới. Mình cảm thấy mệt một xíu. Thay vì nếu mình như các bạn đi làm văn phòng bình thường thì mỗi một chuyến du lịch thì các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ là hào hứng, vui vẻ, vì nghĩ là sẽ được shut down, được dừng lại công việc ấy để đi chơi như vậy. Thì ngày trước đây mình đi làm ở công ty thì mình cũng cảm thấy háo hức và mong chờ những chuyến đi như vậy rất là nhiều. Nó giúp cho mình giải tỏa căng thẳng trong làm việc, đặc biệt là giúp cho các bạn có thêm một cái hoạt động thú vị. Thứ năm là ăn được nhiều món hơn. Hiển nhiên, đi tới một vùng đất mới hãy thử những cái món mà mình chưa dám thử. Ví dụ như đi sang Campuchia thì các bạn thử ăn các món côn trùng đi, như là rắn rết, bọ cạp á. Còn đi sang Ấn Độ thì thử cà ri. Trung Quốc thì nhất định là phải thử những cái món siêu cay, siêu khổng lồ của người Tứ Xuyên chẳng hạn. Hoặc là từ một số cái vị gia vị của nó rất là đặc biệt. Mình vẫn nhớ một cái vị gia vị của Trung Quốc, đó là vị hoa tiêu, nó khá là lạ. Thứ sáu làm cho bạn suy nghĩ tích cực hơn. Điều này thì không phải nói nhiều rồi. Mình đi, mình đang ở thành phố và mình đi tới những cái mảnh đất nghèo như là Tây Bắc hay là những cái vùng hẻo lánh, thì cái việc bạn nhìn thấy những người cuộc sống của họ thì hiển nhiên bạn sẽ thấy rằng bạn đã rất may mắn này.
và cứ đi nhiều thì các bạn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống của mình rất là hài lòng với những tất cả. Có nhiều người nó còn kém may mắn hơn mình rất là nhiều, và chính vì những cái điều như vậy rồi bạn sẽ không phải biết cách mà bạn phải vươn lên và phải cố gắng hơn nữa. Ngoài ra trong các hành trình thì cái việc mà bạn gặp sự cố đó là việc hiển nhiên. Mà trong mỗi lần sự cố như vậy thì bạn phải tự động viên bản thân mình bằng những cái động viên bản thân mình để vượt qua thôi. Ví dụ như gặp bão tuyết bạn không thể về, hay là gặp sự cố mất tàu mấy xe, hay là mất passport, hay là bị hư xe lạc đường các kiểu, tất nhiên chẳng ai giúp bạn ngoài bạn rồi, thì bạn cứ phải cố gắng để vượt qua những cái điều đấy thôi. Rồi cứ mỗi lần qua như vậy bạn sẽ tích lũy được một thêm kinh nghiệm, và hiển nhiên lần sau thì bạn sẽ cảm thấy nó rất là bình thường, siêu bình thường. Như mình thì mình đã hôm đấy mình bị bão tuyết ở Ấn Độ không về được, phải ở lại đấy mất 2 ngày, gào thét để lăn lóc ở ngoài sân bay, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề là bão tuyết máy bay nó không đến đón mình được thôi. Cái gì mà 8, thích nghi hơn với cuộc sống mới. Thật ra thì bắt đi các bạn tới một địa điểm mới thì bắt đầu tiếp xúc những cái văn hóa mới, phong tục mới, thói quen mới, đồ ăn mới, con người mới. Thì đối với một số bạn mà không quen thì sẽ cảm thấy khó chịu, và nó luôn đòi hỏi là phải vừa lòng mình, vừa lòng thế này thế kia, sao không được như thế như thế như thế. Nhưng mà chính cái điều như vậy thì các bạn sẽ làm cho các bạn thêm mệt mỏi thôi, và cảm thấy cực kỳ là áp lực, mệt. Thay vì cái việc mà mình cứ bị áp lực như vậy, mình cố gắng tìm cách để thích nghi đi, thì như vậy thì có phải là cái chuyến kỳ đi chơi của mình nó sẽ thú vị hơn hay không? Thứ 9, vận động nhiều hơn. Hiển nhiên bạn đi bộ rất nhiều, đi nếu mà đi du lịch mà đặc biệt đó thì cái việc hoạt động nó rất nhiều, mà cực kỳ nhiều luôn. Đối với mình là mình thích yêu thể loại khám phá cũng như là thiên nhiên thì mình sẽ phải đi bộ leo núi rồi các kiểu, thậm chí là phải chạy bộ rất là nhiều. Hoặc là đối với một số bạn thì bạn ấy thích đi du lịch nghỉ dưỡng, thì kể cả là nghỉ dưỡng ấy chẳng nữa thì các bạn phải di chuyển xe để tới được nơi đó một cách rất là dài, và các bạn phải chuẩn bị hành lý cũng như là sắp xếp một số các thứ đó, cho nên cái việc đó là hiển nhiên. Số 10, số 10 là cái điều mà mình nghĩ rằng nó không phải là tất thật dành cho tất cả mọi người, mà nó dành cho một số ít. Đó là cái việc mà bạn sẽ quản lý được tài chính tốt hơn để có được một chuyến đi, chuyến đi dài ngày và một chuyến đi xa, thì tất nhiên các bạn phải có được một nguồn tài chính dồi dào. Không giống như cá nhân mình thì mình không dồi dào tài chính, mình cũng chỉ bình thường thôi, nhưng mà mình có kế hoạch. Thường thì mình đi một chuyến nước ngoài thì mình sẽ chia nhỏ cái chặng đường để chuẩn bị ra. Ví dụ như mình sẽ book vé, săn vé rẻ thật lâu, sau đó là mỗi 2 3 tháng mình lại tiết kiệm được một khoản tiền khoản tiền nhỏ để mình chi trả, và mình sẽ thanh toán trước cho một cái nào đó. Ví dụ như 2 3 tháng đó mình thanh toán nó khách sạn, 2 3 tháng đó mình chuẩn bị cho tiền vé, 2 3 tháng gần đi mình sẽ chuẩn bị cho tiền chi tiêu ở đó, và cũng biết cách là tiết kiệm và đơn giản lại. Thường thì không mua sắm nhiều. Thứ hai nữa là dùng cũng không có mua công nghệ nhiều, vẫn dùng chiếc iPhone 6 nhỏ nhỏ vậy thôi. Ok, nghe gọi mà, fine. Tiếp đến là tiếp lên mà đi như vậy thì bạn sẽ luôn luôn mà dành vào ngân sách và để nhớ về dành cho sao nhỉ, không phải, bạn sẽ đi như vậy bạn sẽ cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn, và đặc biệt nhớ người thân nhiều hơn. Như mình thì mình hay đi như vậy thì đâu đó khoảng cỡ ngày thứ 10 trở ra thì bắt đầu thấy nhớ gia đình này, bắt đầu muốn về này, nhớ nơi mà mình sống, nhớ ngôi nhà của mình. Thì đó cũng là một cái điều mà mình thấy thú vị trong mình đi, trong quá trình mà mình đi du lịch cũng như là mình thấy lợi ích của nó.
Và mình nhớ, và sau đó khi mà về rồi thì mình cũng hay gọi điện cho mẹ mình kể kể về cái hành trình mà mình đi, mình thấy gì, mình gặp được cái gì. Đó đó là 10 điều lợi ích mà mình thấy được khi mà mình đi du lịch, và cũng như là giải đáp cho các bạn câu hỏi tại sao anh đi du lịch, mình đi du lịch nhiều như thế, tại sao mình có nhiều ngân sách mà để đi du lịch như vậy. Thì tất cả là trong cái video này. Nếu như các bạn thích cái video này của mình, hoặc là cần những cái video mà nó có nội dung chia sẻ về kinh nghiệm mà mình đã trải qua, hoặc là gì, thì cứ comment ở phía dưới nhé. Mình sẽ bớt chút thời gian để làm. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.